bắt giữ nữ quái trong nhóm trộm cắp tài sản gần 1,4 tỷ đồng. Do cần tiền trả nợ và tiêu xài, Chi đã cùng Nguyễn Thị Ngọc Hoa bàn bạc thống nhất với nhau tìm nhà người dân trên địa bàn huyện Tân Châu để trộm cắp tài sản. Ngày 21 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa phối hợp cùng với đồn biên phòng Cà Tum, Bộ đội biên phòng Tây Ninh và Công an xã Tân Đông, huyện Tân Châu bắt giữ Mai Thị Chi, sinh năm 1993, ngụ ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông, huyện Tân Châu. Đây là đối tượng từ Campuchia nhập cảnh về Việt Nam để trộm cắp tài sản xảy ra tại huyện Tân Châu. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Mai Thị Chi khai nhận vào tháng 5, cần tiền trả nợ và tiêu xài, nên đã cùng Nguyễn Thị Ngọc Hoa, sinh năm 1978, ngụ xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, tạm trú xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, bàn bạc thống nhất với nhau tìm nhà người dân trên địa bàn huyện Tân Châu để trộm cắp tài sản. Sau khi quan sát, tìm được nhà của người dân có nhiều tài sản và nắm các quy luật đi lại sinh hoạt của gia đình nạn nhân, đối tượng Mai Thị Chi báo lại cho đối tượng Hoa và đồng bọn gồm Lê Hữu Hùng, Tự Hùng Kỳ, 37 tuổi, ngụ huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, Nguyễn Đình Dũng, 29 tuổi, ngụ thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước để lên kế hoạch thực hiện vụ trộm. Qua đó, đồng bọn của Chi đã đột nhập vào nhà của người dân tại ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, lấy cắp tài sản với số tiền khoảng 1,3 tỷ đồng. Sau đó các đối tượng đã chia nhau số tiền trộm được và bỏ trốn. Các đối tượng bị công an bắt giữ ngay sau đó. Riêng đối tượng Chi, để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng, đã bỏ trốn sang Campuchia ẩn náu cho đến khi bị bắt giữ.